Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ép chết Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình được thưởng chức Phó Thủ tướng. Phải nói rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã để lại vết nhơ với xã hội và không bao giờ có thể gột rửa cho được. Đó là từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, ông là chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử hình Hồ Duy Hải. Trước khi phiên tòa này diễn ra, xã hội đã kỳ vọng rằng ông Trương Hòa Bình sẽ cầm cán cân công lý cho cân bằng và song phẳng. Bởi vì Hồ Duy Hải đã bị nhốt trong tù suốt 12 năm và hồ sơ điều tra đã bị vạch trần là vi phạm quy trình tố tụng nghiêm trọng. Cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm họ đều ép Hồ Duy Hải vào con đường chết. Vụ án này người ta không khẳng định Hồ Duy Hải vô tội. Tuy nhiên công an điều tra tỉnh Long An lại vi phạm quy trình tố tụng và điều đặc biệt là qua hai cấp xét xử cho thấy chính quyền quyết trà đạp lên luật pháp và ép chết Hồ Duy Hải, một công dân của Việt Nam. Nhân dân cần công lý, chứ không cần những kiểu xử án trắng trợn, trà đạp lên luật tố tụng hình sự đến như vậy. Với cách xử án như Nguyễn Hòa Bình, nó cho nhân dân thấy rằng nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước bất chấp luật pháp. Vì vậy, việc xử án oan trong ngành tư pháp rất có thể là rất nhiều, đặc biệt là những vụ bắt bớ nhốt tù, không cho luật sư tiếp xúc thân chủ. Khi cần thiết, nó cho thấy bức tranh nền tư pháp của đất nước hết sức u ám. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Phiên tòa này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ từ trong nước ra quốc tế. Được biết, đây là lần đầu tiên chưa có tiền lệ mở phiên giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trực tiếp làm chủ tọa phiên tòa. Chánh án cũng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký bác kháng nghị trước đó, trình tự thủ tục điều tra, truy tố thiếu sót hết sức nghiêm trọng. Diễn biến phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và luật sư cũng trình bày sai sót, mâu thuẫn trong quá trình điều tra, tố tụng và đề nghị hủy bản án trước đây để tiến hành điều tra lại. Kết quả, trên 17 vị thẩm phán đang tham dự đã giơ tay bác đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chủ tọa Nguyễn Hòa Bình đã tuyên y án tử hình. Dư luận sau phiên tòa tỏ ra thắc mắc xung quanh kết quả, đặt ra rất nhiều nghi vấn về các bằng chứng kết tội Hồ Duy Hải. Các đối tượng tình nghi, đặc biệt là Nguyễn Thành Nghị và trách nhiệm sai sót của cơ quan tố tụng hình sự. Tính khách quan của chủ tọa và các tổ chức nhân quyền quốc tế theo dõi sát và bày tỏ quan ngại trước kết quả của bản án này. Xem thường pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình đang bảo vệ cho cái gì? Đây là điều mà dư luận xã hội đang đặt ra. Hệ thống tư pháp của Việt Nam lâu nay nó đã vận hành theo cách như vậy. Công an thì tùy tiện bắt người, không tôn trọng quyền im lặng của bị can và không cho bị can có quyền có luật sư ngay từ đầu. Điều đó dẫn tới những trò bức cung nhục hình diễn ra hết sức phổ biến khi người Việt Nam bị bắt giữ và bắt giam. Tuy hệ thống tư pháp tệ hại nhưng bộ máy tuyên truyền vẫn luôn hô hào là ngành tư pháp vì công lý. Tuy hô hào thế nhưng án oan động trời vẫn cứ xảy ra. Vụ ông Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Trấn là một ví dụ cụ thể. Vụ án Hồ Duy Hải xảy ra sự thông đồng, lỡ cho sai đến cùng từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm. Nếu giám đốc thẩm nhận sai thì hàng loạt cán bộ công an và quan chức tòa án sẽ bị khởi tố. Vì vậy mà ông Nguyễn Hòa Bình đã sai và phải sai đến cùng. Thà giết mạng dân còn hơn quan chức nhà nước bị mất quan, mất chức và mất ghế, mất quyền. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình là người bảo vệ tới cùng cái sai của hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Việc làm của ông Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ mười mươi là làm phẫn nộ dân chúng. Nhưng xét về quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng viên của đảng này, thì ông Nguyễn Hòa Bình là anh hùng đang bảo vệ cho cái nền tư pháp thối nát của chế độ và có đó ông bảo vệ quan chức ngành tư pháp. Với đảng, có khi ông lại có công, chứ không hẳn là có tội. Ở nước ngoài, nếu một chủ tọa phiên tòa mà phán quyết sai lệch như Nguyễn Hòa Bình thì kẻ cầm cán cân công lý có thể bị dân kiện và bị đi tù, chứ không phải vẫn ngồi ở chiếc ghế quyền lực của ngành tòa án và được đảng cất nhắc thăng chức như ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì tòa án được lập ra để trừng phạt người dân theo ý của đảng, chứ không phải là để bảo vệ công lý. Đấy là điều đáng buồn cho ngành tư pháp tại nước nhà. Làm sai càng lớn thì càng được thăng chức, đó là cũng điều mà dư luận xã hội đã đưa ra sau khi kết thúc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có một số nguồn tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban nội chính trung ương, ban mà đi tìm kiếm sai phạm của quan chức để giúp ông Nguyễn Phú Trọng thanh trừng dưới chiêu bài chống tham nhũng. Với con người dám kết án tử hình cho một người chưa đủ bằng chứng giết người, thì ông Nguyễn Hòa Bình hoàn toàn có khả năng chụp mũ cho ai đó và cho thêm tội nặng hơn. Thực tế, nhân sự dự kiến lúc đó không chắc chắn, vì bản chất của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là chưa được bổ nhiệm thì sẽ chưa dùng đấu đá. Và đó là lý do mà những tin tức nội bộ đã bị đưa ra quá sớm có khả năng sẽ sai lệch, nhưng cũng có nhiều khi khá đúng. Được biết hiện nay, ông Trương Hòa Bình được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Thủ tướng bên cạnh Phạm Minh Chính. Như vậy thì giờ đây tin tức gần như chắc chắn là chốt không thay đổi gì được nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình càng sai càng được thăng chức lên cao. Xử xong vụ án Hồ Duy Hải đã gây ra sự phẫn uất của xã hội, thì ông Trương Hòa Bình được vào Bộ Chính trị như là một phần thưởng rất lớn. Giờ đây, khi vào Bộ Chính trị rồi thì lại được bổ nhiệm vào vị trí rất cao trong chính phủ. Đấy rõ ràng là một phần thưởng to lớn hơn mà Bộ Chính trị đã thưởng công cho ông Nguyễn Hòa Bình. Công của ông ta là đã bảo vệ được sự thối nát của Đảng Cộng sản và bảo vệ được sự sai trái của các quan chức trong Đảng. Việc bầu bán vào Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện nội bộ của Đảng. Người ta chỉ sợ những người có thế lực mạnh trong Đảng, chứ người ta không sợ những người có uy tín với nhân dân. Thường những người có uy tín với nhân dân rất dễ bị cho vào chồng. Trường hợp ông Vũ Đức Đam là một bài học. Ông Vũ Đức Đam vào chính phủ trước ông Nguyễn Hòa Bình rất lâu, nhưng ông Đam chỉ dậm chân tại chỗ mà không có gì thay đổi. Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó Thủ tướng với vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Một Phó Thủ tướng xem thường luật pháp, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ là những gì? Hiện nay người ta đang rất không vừa lòng với ông Trương Hòa Bình. Người ta sợ ông này xem thường luật pháp đến 10. Có lẽ với con người đã từng làm thời gian làm ngành công an, rồi ngành kiểm soát và cả ngành tòa án, thì ông Bình sẽ làm được ông Phạm Minh Chính phân công quản lý Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Bộ Tư pháp thì không có vai trò gì lớn, nhưng đáng nói là Bộ Công an. Khi bộ này có một ông bộ trưởng xem thường pháp luật như Tô Lâm và cộng thêm ông Phó Thủ tướng xem pháp luật chẳng ra gì như Nguyễn Hòa Bình, thì có thể nói xã hội Việt Nam vào những năm tới đây sẽ hết sức khó khăn và tăm tối. Đây là hình ảnh vụ án Hồ Duy Hải mãi mãi là vết nhơ không thể rửa sạch của Nguyễn Hòa Bình. Một khi ông Nguyễn Hòa Bình dùng thói vô pháp tiến thân trong sự nghiệp chính trị của mình, thì khi ông ta làm Phó Thủ tướng, đó cũng là chất lý sống của ông để có thể tiến xa hơn nữa, tiến cao hơn nữa trên nước thang danh vọng của mình. Ông Nguyễn Hòa Bình không phải chỉ gieo rắc những án oan lên đầu người dân, mà ông còn là một người nói lời gượng gạo, không biết ngượng. Được biết vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, khi báo cáo về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, khi được hỏi về án oan thì ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định như sau. Trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự. Thực tế ông ta đã bất chấp quy trình tố tụng hình sự và xử án oan Hồ Duy Hải, nhưng ông ta lại khẳng định không có án oan. Thái độ thách thức và xem thường dân như thế đôi khi nó lại có lợi cho Đảng. Nếu phối hợp với Tô Lâm thì ắt ông ta sẽ rất mạnh tay với người dân nếu dân làm cho chính quyền bất lợi. Và Nguyễn Hòa Bình là tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Đảng này ngày càng trượt dài trên cái sai cái ác mà không có cách nào có thể làm trong sạch cho được. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ hô hào đốt lò và ông đốt cũng khá nhiều, nhưng trường hợp của Nguyễn Hòa Bình thì ông không hề đốt đi thanh củi độc hại này. Điều này chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng chỉ lo đấu đá nội bộ, thanh trừng phe cánh, chứ ông đâu có chú ý là Đảng của ông có sạch hay không. Ông có ý thức được là cho Đảng sạch mà ông lại sủng ái Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm thì điều này hoàn toàn đi ngược với mong muốn của người dân. Đây là hình ảnh gây ra nỗi oan cho dân, chính là tấm gương của Nguyễn Hòa Bình để lại cho thế hệ sau noi theo. Thực ra trong chế độ chính trị này, lấy uy tín với dân thì nó cũng chẳng giúp gì trong việc tiến thân lên chức. Để được lên cao thì người đó phải có lý lịch đỏ, và khi lên cao thì không ngại làm ác nếu cần. Và hiện nay ai cũng thấy Tô Lâm và Trương Hòa Bình đang sử dụng cách đi lên y hệt như nhau. Đó là cứ đạp lên pháp luật, miễn làm sao đạt được mục đích, mặc cho người dân bị chết, bị tù. Làm cho dân căm ghét dễ hơn làm cho dân cảm tình. Mà trong Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho dân cảm tình thì có hai cách. Cách thứ nhất là dùng tuyên truyền mị dân,
và cách thứ nhì là làm điều tốt thật. Làm cách thứ nhất thì rất dễ, nhưng với điều kiện là cá nhân đó phải ở tột đỉnh của quyền lực trong đảng như ông Hồ Chí Minh hay ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Còn nỗ lực thật sự để mang lại điều tốt đẹp cho dân thì gần như không có. Vì vậy nên người ta chọn cách làm ác và thách thức xã hội. Chỉ cần có quyền lực mạnh trong tay thì sẽ tiến hành tiến thần tốt cho dù người dân có căm ghét cỡ nào cũng không làm gì được họ. Nguyễn Hòa Bình là một mẫu người đã làm như vậy và mẫu người xấu cho các quan chức thế hệ sau noi theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 với bản tin ép chết Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình được thưởng chức Phó Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.